dưới sự lãnh đạo của 70 năm, một chặng đường dài trong lịch sử phong trào học sinh sinh viên đã qua. Chặng đường đó bắt đầu từ những ngày trui rèn trong lửa đỏ, những đêm không ngủ viết bản hùng ca yêu nước, xuống đường cùng nhân dân đấu tranh giành lại nền độc lập cho quê hương. Chặng đường hào hùng đã được lớp lớp sinh viên, học sinh nối dài bằng những ngày lên rừng xuống biển, xây dựng quê hương đất nước, những tháng năm dùi mài kinh sử vì một khát vọng đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. 70 năm đã được dệt nên bằng những trang sử tự hào của sinh viên thành phố nói chung và tuổi trẻ Bách Khoa nói riêng khi đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước làm những việc ích nước lợi dân, xây dựng nguồn nhân lực mạnh cho tương lai và làm sáng lên hai chữ tình nguyện. 70 năm đó sẽ còn được tiếp nối bằng những ngày tháng đẹp đẽ khác khi tất cả chúng ta đều đồng lòng vì một mục tiêu chung: sống vì quê hương. Khi trái tim ta dựng lửa tình yêu nước, không khó khăn nào ngăn được ta tiến bước. Cùng vươn tới đỉnh cao và học diệt đi, ngoài trường thân yêu đầy nắng bước ta đi. Ngày hôm nay ta bước đến trong mơ đêm trường, có các mây đen xanh mê say trên những dặn đường. Ngày mai đây ta bước vào đời, đến với những công trình dồn vui mong bên khắp nơi, từ thành phố mang tên người, người trẻ Bách Khoa đi bằng một phương trời, vì tổ quốc ta lên đường, đem tuổi thanh xuân dâng cho đời yêu thương, từ thành phố mang tên người, người trẻ Bách Khoa đi bằng một phương trời, vì tổ quốc ta lên để nói về tuổi trẻ Bách Khoa, chúng ta không thể không kể đến các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và tinh thần xung kích tình nguyện trên khắp các mặt trận. Mà ở đó, mỗi cá nhân sinh viên trong môi trường rèn luyện của tổ chức hội sinh viên đã phát huy tối đa tinh thần, năng lực chuyên môn, tính tiên phong sáng tạo trong mỗi hoạt động, để luôn xứng đáng với 16 chữ vàng mà Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng. Tuổi trẻ Bách Khoa, giỏi chuyên môn, vững chính trị, sáng tâm hồn, khỏe thể chất. Khi trái tim ta dựng lửa tình yêu nước, không khó khăn nào ngăn được ta tiến bước. Cùng vươn tới đỉnh cao và học diệu kỳ, ngoài trường thân yêu đầy nắng bước ta đi. Ngày hôm nay ta bước đến trao mơ đêm trường, có các mây đen xanh mê say trên những dặn đường. Ngày mai đây ta bước vào đời, đến với những công trình dồn vui mong bên khắp nơi, từ thành phố mang tên người, người trẻ Bách Khoa đi bằng một phương trời, vì tổ quốc ta lên đường, đem tuổi thanh xuân dâng cho đời yêu thương, từ thành phố mang tên người, người trẻ Bách Khoa đi bằng một phương trời, vì tổ quốc ta lên đường, đem tuổi thanh xuân ta xây dựng quê hương, từ thành phố mang tên người, người trẻ Bách Khoa đi bằng một phương trời, vì tổ quốc ta lên đường, đem tuổi thanh xuân dâng cho đời yêu thương, từ thành phố mang tên người, người trẻ Bách Khoa đi bằng một phương trời, vì tổ quốc ta xây dựng quê hương, vì tổ quốc ta lên đường, đem tuổi thanh xuân ta xây dựng quê hương. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung sân khấu hóa ngày truyền thống học sinh sinh viên của trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và xin được cảm ơn phần trình diễn của nhóm Sức Sống Trẻ cùng vũ đoàn Flying.